Xin chào các anh chị, trong video này chúng ta sẽ xem qua cách trả lương theo giờ trong phần mềm HR Online. Thì đối với những lĩnh vực chúng ta trả lương theo giờ, chẳng hạn như F&B, thì chúng ta sẽ làm như thế nào trong phần mềm quản lý nhân sự HR Online. Đây là giao diện chính của phần mềm. Các anh chị vào phần nhân sự và chọn hợp đồng lương theo giờ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ quản lý đơn giá lương theo giờ. Đây là màn hình để chúng ta quản lý đơn giá lương theo giờ. Các anh chị có thể thêm, chỉnh sửa và xóa những cái thông tin. Như các anh chị thấy trên màn hình, chúng ta sẽ quản lý những cái đơn giá lương theo giờ và có những cái thông tin sau, ví dụ như theo vị trí làm việc, theo cấp bậc và theo phòng ban. Chúng ta sẽ có những cái đơn giá. Ngày bắt đầu áp dụng hoặc là những cái phụ cấp ghi chú. Và sau khi chúng ta điền đầy đủ thông tin, chúng ta sẽ lưu thêm mới. Thì như vậy chúng ta sẽ quản lý được theo từng vị trí làm việc, cấp bậc là có đơn giá lương theo giờ là bao nhiêu. Để sau đó chúng ta sẽ quản lý tiếp cái hợp đồng lương theo giờ. Đây chúng ta có thể thêm, chỉnh sửa, xóa những cái hợp đồng lương theo giờ. Chúng ta sẽ điền đầy đủ những thông tin như là loại hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lương theo vị trí, lương theo chức danh hay là mức lương cố định. Sau khi chúng ta đã có hợp đồng lương theo giờ, chúng ta sẽ cấu hình bảng lương theo giờ. Chúng ta vào phần cấu hình bảng lương. Ở đây chúng ta sẽ tạo những cái bảng lương cho công ty của mình. Và sau khi các anh chị đã cấu hình bảng lương, chúng ta bắt đầu tính lương và xem bảng lương theo giờ. Đây là kết quả bảng lương theo giờ. Sẽ thống kê theo từng nhân viên, vị trí làm việc, ngày và tiền lương cụ thể. Rất là tiện lợi để cho các doanh nghiệp, các công ty chúng ta trả lương theo giờ. Chẳng hạn như những cái doanh nghiệp bên ngành F&B. Thì nếu các anh chị có những cái câu hỏi nào cụ thể hơn thì các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp chi tiết cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.